và trông ngờ anh hái bông hoa anh cài lên tóc em rồi nắm đôi tay của em. Xe Toyota thường dùng là chai nước ski chứ không phải Coca Cola. Bước vào sảnh nhìn biết sang đều nên các em gái nhìn anh thấy yêu, nhưng hôm nay sao đang trói quá nhỉ?